Trong bối cảnh phức tạp của chính trị và xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp tục và mở rộng sự nghiệp chống tham nhũng, một nhiệm vụ không hề nhỏ và luôn đầy rủi ro. Dưới sự chỉ đạo của ông, chiến dịch đốt lò không chỉ giữ vững nguyên tắc chống lại tham nhũng mà còn đẩy mạnh hơn bao giờ hết với việc triệt để trừng trị những hành vi sai trái và nâng cao tính minh bạch trong bộ máy quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm còn đưa ra nhiều biện pháp cải tiến trong cách thức lãnh đạo và quản lý nhằm tạo ra một môi trường làm việc khắc nghiệt với tham nhũng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển kinh tế. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc thay đổi nhận thức và thái độ của công chức, coi trọng việc giáo dục đạo đức và tăng cường trách nhiệm giải trình. Chiến lược chống tham nhũng mà ông Tô Lâm áp dụng không chỉ là những cuộc đấu tranh pháp lý mà còn là sự thay đổi văn hóa, tạo dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội công bằng và phát triển bền vững. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang trở thành một biểu tượng của quyết tâm và cam kết trong cuộc chiến chống lại tham nhũng tại Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những vụ sai phạm mới nhất trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong cơn bão chính trị tại tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện về Nguyễn Đình Xứng, người từng là chủ tịch tỉnh, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận, vốn được biết đến với quyền lực khổng lồ và ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tại địa phương mà còn vươn tới các tầng lớp cao nhất của chính quyền. Ông đã từng khiến nhiều người phải nể phục, thậm chí là sợ hãi. Tuy nhiên, dù sở hữu tài sản lớn và có một hệ thống hậu thuẫn vững chắc, ông Xứng không thể tránh khỏi tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Mọi chuyện bắt đầu khi ông bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư. Vụ bắt giữ này không chỉ là đòn chí mạng vào thế lực của ông tại Thanh Hóa mà còn là tín hiệu mạnh mẽ cho chiến dịch chống tham nhũng toàn quốc. Sự kiện này đã làm lộ ra hàng loạt bí mật và tài sản khổng lồ của gia đình ông, khiến cho dư luận và giới quan sát chính trị đặc biệt quan tâm. Với việc bắt giữ ông Xứng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện rõ quyết tâm không chỉ trong việc điều tra và xử lý các trường hợp tham nhũng mà còn trong việc làm sạch bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh cho tới cấp cao hơn. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 3 cựu quan chức liên quan đến những vi phạm trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại dự án đầu tư xây dựng Hạc Thành Tower. Các cá nhân bị khởi tố bao gồm ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cù Đình Huyền, cựu Phó Chủ tịch và ông Bùi Văn Nam, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các cáo buộc được đưa ra dựa trên điều tra về việc phê duyệt tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần Song Mã, trong đó những sai phạm liên quan đến việc tăng diện tích sử dụng đất nhưng lại giảm số tiền nộp ngân sách nhà nước. Vụ việc bắt đầu được điều tra sau khi ông Xứng ban hành văn bản vào ngày 17 tháng 2 năm 2022 chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án sử dụng đất, trong đó có Hạc Thành Tower, một dự án được phê duyệt từ năm 2011 với diện tích 0,3 hectare. Quá trình xác minh đã phát hiện nhiều sai phạm trong dự án này dẫn đến việc chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra. Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và cộng đồng dân cư tại Thanh Hóa bởi vì nó không chỉ gây ra thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước mà còn liên quan đến hàng loạt cán bộ và cựu cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan quản lý. Dự án Hạc Thành Tower tọa lạc tại ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hạc Thành Thanh Hóa được đánh giá là khu đất vàng. Công ty cổ phần Song Mã với trụ sở chính tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa là đơn vị chính thực hiện dự án này. Công ty này ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Song Mã đã được chọn để phát triển dự án này dựa trên quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào năm 1993. Liên quan đến việc chuyển quyền quản lý quỹ nhà ở nhà nước cho công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, dự án bao gồm đất có diện tích ban đầu là 7.400m2 nằm trong khu vực nhà ở số 1, 2 và 3 tại Phan Chu Trinh, được mô tả là vàng trong mắt các nhà đầu tư. Vào năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt giá đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho công ty cổ phần Song Mã để triển khai dự án với giá 21 triệu đồng 1 mét vuông. Đất sử dụng là 2.706 mét vuông và công ty này phải nộp tổng cộng 56,826 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Sự điều chỉnh diện tích đất từ 2.706 mét vuông
lên hơn 2.900 m², diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2023 dưới sự quản lý của ông Nguyễn Đình Xứng, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng chú ý là mặc dù diện tích đất tăng, nhưng số tiền nộp ngân sách giảm từ 56,26 tỷ đồng xuống còn 48 tỷ đồng, gây ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 55,8 tỷ đồng. Vụ việc càng phức tạp hơn khi vào năm 2013, công ty cổ phần Song Mã mới hoàn tất điều chỉnh về mặt bằng quy hoạch và được giao bán đất thực địa vào năm 2014. Đến năm 2012, đã có sự đồng ý chuyển quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng liên quan đến dự án Hạc Thành Tower. Cuối cùng, từ giữa năm 2022 đến năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số cựu quan chức liên quan đến việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước. Những cáo buộc này nhấn mạnh tình trạng không có vùng cấm trong việc thực thi công lý, cho dù liên quan đến các nhân vật có chức vụ cao trong chính quyền địa phương. Trong bối cảnh chính trị hiện tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang tiếp tục và mở rộng chiến dịch chống tham nhũng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng. Dù không còn trực tiếp đứng đầu ngành công an, Tổng Bí thư Tô Lâm với quân hàm đại tướng vẫn đang phát huy vai trò lãnh đạo quan trọng của mình trong việc đẩy mạnh và củng cố công tác phòng chống tham nhũng. Với cam kết mạnh mẽ và rõ ràng, ông đã nhấn mạnh sự quyết tâm không chỉ duy trì mà còn tăng cường chiến dịch này, mở rộng từ trung ương đến các địa phương. Điều đặc biệt là việc cập nhật liên tục cho thấy một hệ thống giám sát chặt chẽ và minh bạch, giúp công chúng có thể theo dõi tiến trình một cách chi tiết. Cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ là một nỗ lực nhằm làm trong sạch đảng, mà còn góp phần xây dựng niềm tin và ổn định xã hội. Qua đó, thông điệp từ Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là lời cam kết tiếp tục công cuộc đã được bắt đầu, mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về phương châm và định hướng của đảng trong giai đoạn mới. Ông khẳng định rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ và sẽ được tiến hành với cường độ cao hơn, thể hiện rõ nét quyết tâm làm sạch bộ máy đảng, đảm bảo rằng chính sách và hành động đi đôi với nhau từ cấp cao nhất cho đến cơ sở. Cùng điểm qua những vụ việc mới nhất trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch tỉnh Long An, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra kỷ luật cảnh cáo do vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý và điều hành. Cụ thể, trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, ông Cần đã có những hành vi không tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái IIC tiến hành. Các hành vi này không chỉ vi phạm các nguyên tắc nêu gương của một đảng viên mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật này. Quyết định kỷ luật được đưa ra nhằm nhấn mạnh rằng không có vùng cấm hay ngoại lệ trong việc thực thi kỷ luật đảng. Điều này cũng phản ánh quyết tâm của chính quyền trong việc duy trì nguyên tắc kỷ cương và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định tính minh bạch và nghiêm minh trong xử lý các vấn đề sai phạm, dù ở bất kỳ cấp độ nào. Bắt giữ thẩm phán Trần Hoàng Tỷ thuộc Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để điều tra về cáo buộc nhận hối lộ. Sự kiện này diễn ra vào ngày 13 tháng 8 dưới sự chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhằm vào một vụ án mà ông Tỷ được phân công xử lý vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Việc khởi tố và tạm giam ông Tỷ không chỉ là một động thái cụ thể trong cuộc chiến chống tham nhũng, mà còn là minh chứng cho thấy tham nhũng đã len lỏi ngay cả vào những cơ quan có trách nhiệm bảo vệ công lý. Đây là một tình trạng đáng buồn, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật, đặc biệt là khi những người được kỳ vọng sẽ là những hình mẫu của công lý lại dính líu đến hành vi phạm tội. Quá trình điều tra được mở rộng không chỉ nhằm làm rõ hành vi của thẩm phán Tỷ mà còn để xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Vụ việc xét xử cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Đình Sớm về việc nhận hối lộ 500 triệu đồng, trong khi yêu cầu số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng để giúp một nguyên đơn thắng kiện. Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, khi ông Phan Anh Tuấn, nguyên đơn trong vụ án, đã ghi âm cuộc trao đổi
và đưa tiền cho ông Sớm tại phòng làm việc của ông này. Cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phản ứng nhanh chóng, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số tiền hối lộ. Vụ việc của ông Sớm không chỉ là một vụ tham nhũng đơn lẻ mà còn phản ánh một vấn đề sâu rộng hơn trong hệ thống tư pháp. Việc một thẩm phán, người được kỳ vọng sẽ bảo vệ công lý, lại dính líu đến hối lộ là điều làm xói mòn niềm tin của công chúng vào khả năng của hệ thống pháp lý trong việc duy trì trật tự và công bằng. Hành vi của ông Sớm đã được cơ quan chức năng đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận và làm suy giảm niềm tin vào các cơ quan nhà nước. Tiếp đến là vụ án liên quan đến ông Trần Hồng Quang, cựu phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi ông này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, vụ án đã chính thức được mở vào ngày 22 tháng 8 sau khi nhận được đơn tố cáo ông Quang vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Ông Quang bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Sau quá trình xác minh nhanh chóng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Quang, áp dụng điều 174 của Bộ Luật Hình sự năm 2023. Điều này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tham nhũng, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xử lý nghiêm minh các vụ việc liên quan đến lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Trước khi vụ án được khởi tố, ông Quang đã từ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình theo nguyện vọng cá nhân. Vụ việc của ông Quang là một phần trong chiến dịch phòng chống tham nhũng quy mô lớn đang được triển khai không chỉ ở cấp trung ương mà còn lan tỏa đến các địa phương trên khắp đất nước. Sự kiên quyết trong việc đưa ra xử lý các cá nhân vi phạm, bất kể chức vụ hay cấp bậc, là minh chứng cho cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và minh bạch. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm trong việc lãnh đạo bằng cách đưa ra các quyết sách quan trọng tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo. Trong cuộc họp, ông đã trả lời các câu hỏi về kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, khẳng định mục tiêu của mình là tăng cường kỷ luật và trách nhiệm trong đảng. Điều này được thể hiện rõ qua việc các cơ quan thẩm quyền đã quyết định miễn nhiệm và xử lý kỷ luật 5 cán bộ cấp cao, bao gồm 1 ủy viên Ban Bí thư và 3 ủy viên Trung ương Đảng, những người đang được Trung ương quản lý. Động thái này không chỉ thể hiện sự nghiêm khắc trong việc đảm bảo tính liêm chính và hiệu quả trong quản lý nhà nước, mà còn nhấn mạnh tới cam kết của lãnh đạo mới trong việc thực hiện công lý và minh bạch. Mới đây nhất là vụ việc ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bị phát hiện vi phạm pháp luật thông qua việc nhận hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC. Theo kết luận điều tra, từ năm 2013 đến năm 2020, ông Chiến đã nhận tổng cộng 14 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng là từ các gói thầu bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 10 tỷ đồng là quà tặng trong các dịp lễ Tết. Trong quá trình điều tra, ông Chiến đã thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Ngoài ông Chiến, ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ tại phòng làm việc. Ông này cũng đã tự nguyện nộp lại 10,1 tỷ đồng mà ông đã nhận được từ các nhà thầu trong dịp lễ Tết từ năm 2013 đến năm 2019. Số tiền này bao gồm 8,1 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 2 tỷ đồng từ các nhà thầu khác. Ông Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng tham gia vào hành vi này và đã nộp lại 3,2 tỷ đồng sau khi bị điều tra. Ông Tuynh đã nhận tổng cộng 6 tỷ đồng từ các nhà thầu. Trong đó, ông đã chuyển 1 tỷ đồng cho Nguyễn Nhân Chiến, 1 tỷ đồng cho Nguyễn Tử Quỳnh, 300 triệu đồng cho Nguyễn Văn và 500 triệu đồng cho Nguyễn Hạnh Trung. Phần còn lại 3,2 tỷ đồng, ông Tuynh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Vụ việc này không chỉ là những vụ vi phạm pháp luật đơn lẻ, mà còn phản ánh vấn đề sâu rộng hơn về đạo đức và trách nhiệm trong quản lý công quyền. Các quan chức cấp cao của tỉnh Bắc Ninh nhận tiền từ các nhà thầu không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của họ, mà còn làm giảm lòng tin của công chúng vào tính công bằng và minh bạch của hệ thống chính trị. Việc hợp tác và tự nguyện nộp lại tiền của các quan chức này, mặc dù là một bước tiến tích cực, nhưng vẫn cần những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tương tự trong tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm,
cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Những nỗ lực đốt lò này không chỉ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước mà còn tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin tức 24 giờ TV. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp những câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.